Sau trận hòa đầy kịch tính trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge của đại kình địch, bầy quỷ đỏ của Erik ten Hag đang hưng hực khí thế tìm cách đặt một chân vào top 4, trong bối cảnh cả Chelsea lẫn Arsenal và Tottenham Hotspur đều đang ít nhiều có những khoảnh khắc chứng lại. Hơn nữa, nếu như thầy trò Graham Potter sẽ phải đụng độ một Brighton vẫn không hề có dấu hiệu thủ chột dù mất đi ông thầy cũ, Manchester United sẽ chỉ phải đón tiếp West Ham United đang chật vật trong cuộc chiến chủ hạng. Về phía bầy quỷ đỏ, Erik ten Hag tiếp tục trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 đã theo chân ông từ thời Ajax. Thủ thành David De Gea sẽ tiếp tục đảm đương nhiệm vụ gác đền. Ở phía trên anh, hàng hậu vệ vững chắc Luke Shaw, Lisandro Licha Martinez, Rafael Varane và Diogo Dalot đã ít nhiều sứt mẻ sau những tháng ngày chinh chiến dày đặc ở cả hai đấu trường quốc nội và châu lục. Khi lần lượt cả Varane lẫn lựa chọn tiếp theo, Victor Lindelof đều đã gặp phải chấn thương nặng nhẹ khác nhau. Thậm chí, khả năng hội quân cùng Didier Deschamps ở Qatar để tham dự World Cup của nhà vô địch năm 2018 là không cao. Với những lý do đó, khả năng cao cặp trung vệ đá chính trong lượt trận sắp tới sẽ là Licha và Lindelof. Cả hai sẽ cần phải cảnh giác cao độ trước những tình huống chuyển đổi trạng thái ở tốc độ cao của thầy trò David Moyes. Bài tủ của West Ham là những đường truyền dài hướng đến những khoảng không gian bị bỏ lại sau lưng tuyến giữa, khi cả đội hình tràn lên vây giáp khung thành đối phương hòng tìm kiếm bàn thắng. Ở khu trung tuyến, cặp tiền vệ trụ Casemiro, Christian Eriksen sẽ hoạt động theo đúng mô típ kinh điển, mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10. Ở Casemiro, huấn luyện viên người Hà Lan có được một tiền vệ mỏ neo đúng chuẩn sách giáo khoa, không ngại va chạm, sẵn sàng dập tắt bất kỳ đường bóng bổng nào của bố tạ nhắm tới Michel Antonio hoặc Gianluca Scamacca. Thể lực dồi dào cùng tần suất di chuyển, tuần tra khắp các khu vực hiểm yếu nhất trên sân của số 18 sẽ phần nào giúp giảm nguy cơ quỷ đỏ bị áp đảo quân số, từ đó tránh được những tình huống vỗ mặt hoặc phối hợp ngắn đến từ West Ham. Cộng sự của máy quét người Brazil, Christian Eriksen thì là một nét chấm phá hoàn toàn trái ngược. Bản thân vốn là một tiền vệ tấn công được đẩy xuống vai trò kiến thiết lùi sâu, kiểm soát lối chơi, Eriksen hội tụ đầy đủ điều kiện cần thiết của một nhà trưởng đích thực. Nhãn quan chuyển bóng, những cái chạm nhẹ nhàng cũng như đường chuyền tịnh tiến sắc lẹm trước một khối phòng thủ chủ động nhường sân như của David Moyes sẽ không có gì quá khó hiểu nếu như Eriksen phải quay về với ngày cũ, áp sát zone 14 của West Ham, trở thành đầu ra sáng tạo chủ lực của đội bóng áo đỏ. Ở tuyến trên, Erik ten Hag đang có hai lựa chọn khác biệt hoàn toàn, cùng những điểm mạnh yếu có thể nói là trái ngược nhau với hai cái tên ở vị trí tiền vệ công, Bruno Fernandes và Donny van de Beek. Số 8 người Bồ Đào Nha, dù bản thân không quá mạnh ở khoản kỹ thuật cá nhân, thế nhưng anh lại là một thợ săn khoảng trống nước tiếng, sẵn sàng lùng sục và len lỏi vào những vị trí mà bộ đôi Suchet Rice ít lường tới nhất, tạo điều kiện lý tưởng cho các quả tạt hướng đến cái đầu của Rashford hoặc Ronaldo, hai cây săn bàn chủ lực của United. Đồng thời, khẩu thần công Bruno cũng luôn sẵn sàng nhả đạn nếu nhìn ra được đường vào lưới của Fabianski. Và đây có thể sẽ là món bài tẩy trong tay ten Hag nếu tập thể của ông gặp khó khăn trong công cuộc khoan cắt bê tông mang tên West Ham. Ngược lại, chúng ta hoàn toàn có thể trông cậy vào khả năng tạo khoảng trống cho đồng đội của số 34, Donny van de Beek. Những bước chạy ma quái của tiền vệ người Hà Lan buộc các cầu thủ West Ham phải chọn, hoặc theo kèm van de Beek và để hở không gian cho đồng đội của anh, hoặc thả lỏng de Beek và chấp nhận anh sẽ luôn len lỏi ở đâu đó trong khối phòng ngự. Điều này gia tăng rủi ro mà số 34 mọc từ dưới đất lên và có một đường phối hợp ngắn hoặc thậm chí là trực tiếp ghi bàn ở những tình huống lộn xộn trong khu cấm địa. Hai lựa chọn với hai hướng tấn công khác nhau, không có gì quá khó hiểu nếu khoảnh khắc thay người chiến thuật của ten Hag trở thành mấu chốt quyết định thành bại của tập thể áo đỏ trước đội bóng áo tím. Ở hai bên hành lang phải, Anthony Santos đang có phong độ tương đối tốt cùng khả năng nhảy múa cùng quả bóng, nghiêm nhiên sẽ có một suất đá chính phía trên Diogo Dalot. Bên phía cánh trái, một lần nữa, thầy đồ Chọc có những lựa chọn mang lại sự đa dạng về chiến thuật, khi Marcus Rashford và Jadon Sancho là hai mẫu cầu thủ không hề có quá nhiều sự tương đồng khi được bố trí ở hành lang cánh trái. Nếu sử dụng số 25, ten Hag hoàn toàn có thể tin tưởng khả năng tự lực cánh sinh của tài năng trẻ người Anh. Mặc dù đang có phong độ không quá bùng nổ, Sancho ở cánh trái vẫn là một chân dê thượng hạng, kèm theo những pha xử lý tinh quái, sẵn sàng biến bất kỳ cầu thủ phòng ngự nào thành những gã hề bị sỏ mũi. Đồng thời, khả năng dứt điểm của Sancho cũng sẵn sàng bù đắp cho những pha bỏ lỡ của các đồng nghiệp cùng tuyến. Trong khi đó, nếu ten Hag quyết định sử dụng Rashford ở cánh trái, ông hoàn toàn có thể biến Cristiano Ronaldo thành một con chim mồi hoàn hảo cho những pha xâm nhập vòng 16m50 của số 10. Nhà cầm quân người Hà Lan tận dụng tối đa khả năng quấy phá của Antony để tạo hỗn loạn, từ đó thực hiện những quả trao bóng vào cột xa để tận dụng khả năng chọn vị trí và dứt điểm của Rashford. Về phần Rashford, anh hoàn toàn có thể chủ động hoán đổi vị trí với tiền vệ tấn công, tạo thành cặp song sát với Ronaldo và cùng nhau phối hợp tùy thuộc vào tình thế trên sân. Có lẽ CR7 sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất từ sự kết hợp một già một trẻ này. Khả năng bao sân cùng tốc độ và sức trẻ sẽ cho phép lão tướng 37 tuổi tiết kiệm sức lực, dồn thể lực cho những pha bứt tốc quãng ngắn nhằm cắt đuôi người đang kèm cặp và dứt điểm đưa bóng vào lưới của Lucas Fabianski. Tự chung lại, Bruno và đồng bọn có cơ sở để tin vào một chiến thắng, dù nó sẽ chẳng mấy dễ dàng gì.
Ở bên kia chiến tuyến, đoàn quân của David Moyes sẽ hành quân đến nhà hát của những giấc mơ giữa bối cảnh không thể nào áp lực hơn. Họ đã chi rất nhiều tiền, cụ thể là hơn 150 triệu euro để đem về những cái tên như Lucas Paqueta, Gianluca Scamacca, Najib Awoniyi, để rồi bây giờ vẫn đang chật vật ở nửa giữa bảng xếp hạng, làm khách trên sân Old Trafford vào chủ nhật tuần này. Declan Rice và các đồng đội sẽ rất cần một điểm để nuôi hy vọng về đích ở top 8. Trong viễn cảnh mà việc có được một chiến thắng ở nơi mà cả Liverpool lẫn Arsenal đều đã bại trận là điều rất khó khăn. West Ham United khả năng cao vẫn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1, luân chuyển linh hoạt thành 4-4-2 hoặc 4-4-1-1 lùi sâu. Chủ động phòng thủ và sử dụng ngón bài hồi mã thường đã làm nên tên tuổi của tập thể đến từ phía tây thủ đô nước Anh. Thế nhưng, cây thương của The Hammers đang bị nứt mẻ ít nhiều khi họ đang không có được sự phục vụ của cả Jarrod Bowen lẫn Maxwell Cornet. Chân giữ không thành vẫn sẽ là Lucas Fabianski. Trước mặt anh là bộ tứ Aaron Creswell, Tilo Kerrer, Kurt Zouma và Ben Johnson, cùng với hai máy quét là Declan Rice, Thomas Suchet ở hàng tiền vệ. Với lối đá đặt trọng tâm vào những tình huống phản công nhanh, tận dụng tối đa những đường bóng dài với mục tiêu nhắm tới những khoảng trống ở hai biên và tiền đạo mục tiêu, bộ đôi Rice Suchet sẽ không phải gánh vác quá nhiều trọng trách lên bóng, mà họ sẽ hoạt động như hai chiếc quạt ba tiêu đồng bộ, quét phăng các pha áp sát không thành, ban bật tạo khoảng trống của thầy trò Ten Hag. Nơi tiền tuyến, chiến lược gia người Ireland nhiều khả năng sẽ quay trở lại sử dụng bộ đôi Fornals Antonio, vốn đã có sự ăn ý cùng kinh nghiệm trước những ông lớn, thay vì đặt niềm tin vào hai tân binh Paqueta, Scamacca vẫn còn đang lạc lõng trong môi trường EPL đầy thể lực. Đồng thời, Moyes cũng sẽ đỡ đau đầu hơn rất nhiều nếu Jarrod Bowen có thể ra sân, khi anh là một trong hai chân dê chủ lực của bố tạ cùng Saïd Benrahma. Bộ đôi Saïd Jarrod đã đóng góp tổng cộng 3 bàn và 1 kiến tạo, đồng thời là hai cá nhân có kỳ vọng bàn thắng cao nhất, lần lượt là 0.31 và 0.31 XG mỗi trận. Paqueta sẽ là một lựa chọn không quá khả thi, khi những bước xử lý của tiền vệ người Brazil vẫn còn hơi rườm rà, làm chậm nhịp chơi bóng của một tập thể đặt nặng những pha chuyển trạng thái, nơi mà tốc độ và sự gọn gàng, sắc nét phải được đặt ưu tiên lên hàng đầu. Ngoài ra, Moyes còn hoàn toàn có thể trông cậy vào một phương án tiếp cận kiểu Burnley, khi dồn toàn bộ khối thủ 4-4 về phía sân nhà, để cho Antonio cùng với cộng sự, tối ưu nhất là Scamacca, tự tung tự tác ở phía trên, khi cả hai đều là những tiền đạo mục tiêu lý tưởng. Riêng tiền đạo người Ý hoàn toàn có thể đóng vai trò làm đường lên bóng chính. Thả xích cho Michel cản lướt gây hỗn loạn khi Manchester United chưa kịp thiết lập khối phòng thủ sau khi chuyển trạng thái. Nhìn chung, với phong độ sân nhà khá ấn tượng mùa này, Manchester United vẫn sẽ được đánh giá nhỉnh hơn khi tiếp đón West Ham. Tuy vậy, dù đã chứng kiến đội nhà đả bại các đối thủ trực tiếp như Liverpool, Arsenal hay Tottenham, Old Trafford lại chưa phải là nơi mà United có thể giành trọn điểm trước các đội bóng dưới cờ. Cả hai câu lạc bộ đều đang gặp khó khăn với các vấn đề của riêng mình, và không loại trừ khả năng kết quả của màn so tài sẽ được định đoạt bởi một sai lầm từ phía 22 đội trần hoặc hai vị tướng ngồi trên bàn ghế chỉ đạo. Liệu rằng United có thể duy trì phong độ cao trong thời gian gần đây, hay West Ham sẽ tạo nên bất ngờ bằng một lối chơi phòng ngự phản công đã trở thành thương hiệu? Hãy cùng chờ đợi trái bóng EPL lăn tại Old Trafford vào đêm chủ nhật. Video phân tích trước trận đấu đáng chú ý bậc nhất vòng 14 Premier League 2022-2023 giữa Manchester United và West Ham đến đây là hết. Gentatics cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye!